Tối ngày 6 tháng 11, đêm giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập Khoa Việt Nam Học và Tiếng Việt và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đã diễn ra sôi nổi và đầy cảm xúc tại hội trường tầng 8 nhà E, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Với 20 tiết mục đến từ sinh viên, cán bộ, giảng viên trong khoa đã tạo nên một đêm văn nghệ đầy màu sắc hấp dẫn. Các tiết mục tập trung vào những ca khúc ca ngợi thầy cô, mái trường, kết nối bạn bè quốc tế, ca ngợi đảng, ca ngợi quê hương, ca ngợi đất nước. Những tiết mục văn nghệ đến từ các bạn sinh viên nước ngoài, tuy rằng những âm điệu nhạc Việt còn chưa rõ lời, nhưng đó là những cố gắng nỗ lực của các bạn sinh viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã học tập tại Khoa Việt Nam Học và Tiếng Việt. Với cả tấm lòng tri ân sâu sắc tới mái trường, tới thầy cô, muốn hòa mình chung vào không khí của đêm giao lưu văn nghệ chào mừng. Tất cả đã tạo nên một đêm âm nhạc hội tụ đa màu sắc, từ những màu da đến những nền văn hóa. Buổi giao lưu còn là nơi gặp gỡ để các thầy cô trong khoa và sinh viên ôn lại những kỷ niệm những ngày đầu thành lập, hân hoan và bùi ngùi trong không khí chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đêm giao lưu văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 45 năm thành lập khoa và chào mừng ngày 20 tháng 11 đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng cho mọi người.